Dạ con chào cô chú ạ. Dạy rồi. Vào đây con. Ô này. Chào chú đi. Dạ con chào chú. Chú chào con. Ô bên này. Con bé này con cá nhai mà xinh thế nhỉ? Anh ơi, đây là con của cô hàng xóm vừa chuyển đến sát vách nhà mình ấy. Thế bố mẹ con làm gì ở đâu? Bố con là giảng viên đại học. Còn mẹ con là diễn viên điện ảnh. Mẹ diễn viên điện ảnh à? Thế mẹ con có phải là cô Triều Xuân hay là cô Thu Hà không? Mẹ con là cô Thúy Nga. Cô Thúy Nga? Em ơi, cô Thúy Nga ấy là anh mê lắm đấy. Làm sao mà nói đến tên Thúy Nga đâu? Mặt con búa hổ như thế à? Tôi nói cho mình biết nhá. Ngày xưa ấy, khi mà ông chưa quen tôi mà khi mà ông chưa cưới tôi ấy, tôi cũng đường đường là một diễn viên solid nhá, ở một đoàn kịch nhá. Mà này, không phải là dạng vừa đâu. Anh biết rồi, em không phải là dạng vừa đâu. Mà là dạng rộng, thích mà. Cô chú ơi, cho con ý kiến. Sao thế hả? Con nói đi. Cho con xin cái tăm. Tăm à? Như này, tăm để con làm gì thế? Để con mời chú xỉa răng. Vì ở nhà nhá, bố con với lại chú có một cái thói rất là xấu mà nhắc đến là lại buồn cười. Đó là vừa xỉa răng mà lại vừa chém gió phần phật. Nên con mới mời chú xỉa răng. Thế chú chém gió phần phật à? Này, con bé này vừa xinh mà lại vừa thông minh nhỉ? Này, trong khi chú Quân xỉa răng nhá, cô sẽ giới thiệu cho con ảnh của gia đình cô này. Đây là cô này. Bên này là chồng cô là chú Quân nhá. Còn ở giữa là ông nội. Đấy con nhìn thấy chưa? Sao ông nhà cô lại giống ông nhà con thế? Giống ở điểm gì? Ông nhà cô chú với ông nhà con đều bị hói đầu. Hói đầu à? Đó là thế này con ạ. Thường thường ấy, tất cả những bộ phận của con người ấy, khi mà hoạt động nhiều thì nó không mọc được tóc ấy con hiểu không? Cho nên là hói một chút. Này nhưng mà con bé này cực kỳ xinh, cực kỳ đẹp. Con ạ, hay ăn trong lớn nhá. Sau này ấy, chú duyệt con là con dâu của chú. Ủa? Mà con dâu là gì hả chú? Là có xinh mà con cún không? Sao lại cún? Con dâu ấy nó không phải là con vật nuôi. Con dâu ấy là khi mà bố mẹ chồng ấy tuyển con dâu về nhà ấy là gọi là con dâu chứ không phải là con vật nuôi, con hiểu không? Con hiểu rồi. Mà chú nói cháu là cháu lấy anh Tí à? Anh Tí. Nhưng mà không được đâu. Sao thế hả con? Sao lại không được? Vì ở nhà cháu ai cũng chỉ lấy người trong nhà thôi. Bố nó lấy người trong trà. Thế thì loạn luân à? Không phải như cô chú nghĩ đâu. Đây nhá, để cháu nói ví dụ cho cô chú nghe. Đầu tiên, ông cháu lấy bà cháu. Rồi bố cháu lại lấy mẹ cháu. Rồi dì cháu lại lấy chú cháu. Đó, không đúng ạ. Không đến đỉnh. Nó vừa xinh mà nó lại vừa túm lại là chú ấy đi chết đây. Chú ơi, chú đừng có làm gì dạy đâu chú nhá. Ôi trời ơi, sao cái số tôi nó khổ thế này. Ôi trời ơi, tôi đau quá. Ôi trời ơi, có ai thương tôi không? Ôi trời ơi, là trời đất ơi. Ghế đây. Nói cấm có sai câu gì nhá. Trời ơi, thứ nhất đi là đau mắt này. Thứ nhì là đau răng. Mà thứ ba nhá là đau đầu. Khổ lắm, mấy ngày hôm nay anh cũng nhức hết cả đầu rồi đây. Thôi, chịu khó lên. Mấy ngày nữa thôi là em khỏi mà. Ôi trời ơi, bảo là tôi đến mấy cái ngày nữa. Tôi bị 10 ngày rồi. Mấy hôm đầu tiên còn đỡ rồi, hôm nay tuét nhòe là tôi chả nhìn cái gì cả. Ôi trời ơi. Thôi được rồi, anh thương. Đã bảo là đừng có gọi em. Ai gọi?
thầy thuốc, thầy đông y. Ê, anh gọi điện cho thầy ấy, bảo thầy ấy là bốc thuốc cho em. Này, thầy này giỏi cực kỳ luôn nhá. Đông y kết hợp với cả tây y. Này, đôi khi cả cúng bái nữa. Ôi giời, cực kỳ giỏi luôn. Thật. Này, bây giờ em cứ ở nhà, anh chạy vèo ra ngoài kia lấy thuốc cho em, mang về đây cho em nhá. Anh đi thì nhanh về với em đi nha. Thì em đau mắt thế này em không ở nhà một mình được đâu. Thương lắm ở nhà nhá. Chờ anh một tí nhá. Ôi giời ơi, sao có ai khổ như tôi không mà giời. Thôi, đi ra ngoài đi hít khí trời tí cho nó thoải mái thế nào. Mẹ ơi, cô mua bát mì cho mẹ rồi này, mẹ ăn đi. Con trai mẹ đấy à? Trời ơi, con trai mẹ ngoan quá. Đâu, tôi đâu? Thế con đứng ở chỗ nào? Con đây mà mẹ. Đâu, chỗ nào mẹ xem nào. Ở đâu? Mẹ không nhìn thấy con à? Ôi dồi ôi, mắt mẹ đau mấy ngày hôm nay mẹ có nhìn thấy gì đâu. Đâu, con đứng ở chỗ nào? Con đứng chỗ nào? Đâu, đứng chỗ nào mẹ xem nào. Đâu. Ôi thuốc ôi. Của em đây. Này, mẹ đã đau mắt rồi mà mày còn trêu mẹ. Dài mẹ dạo này lớn quá, tay to quá đây này. Nhưng mà hơi nhiều lông nhá. Ê, con của em đây. Thế đứng bên này à? Ui giời ơi, thế sao con dài mẹ? Mẹ đau mắt mà không thương mẹ, sao mà còn trêu mẹ? Thế đứng ở đây làm gì? Không ạ, không có trêu mẹ đâu. Thế sao lại đứng ở sau lưng mẹ? Không phải sau lưng ạ, mà sau cái. Thế là thế nào? Vâng, mẹ bị đau mắt, không nhìn thấy gì. Nhưng con tưởng mẹ có cái mắt ở đằng sau gáy, nên là con đứng đằng sau lưng mẹ nói chuyện còn gì. Ai bảo con thế? Tại bố à? Bố bảo thế là thế nào? Dạ. Bố bảo thế nào? Tại tối hôm qua, bố nói chuyện với một ai ấy. Ôi giời. Bố bảo là... Này, bỏ ra nhá, đi ra bên này được, nhanh lên. Anh đừng có tưởng tôi không biết cái gì nhá, để yên thằng bé nó nói chuyện. Mẹ cho mày 50.000, mày nói hết ra nhá. Hôm qua bố mày nói chuyện với ai như thế nào, kể ngay cho mày nghe, nhanh lên. Dạ, bố nói là anh em mình phải hết sức cẩn thận. Bố vợ nhà anh có cái mắt đằng sau gáy đấy. Ôi giời ơi. Mẹ có cái mắt đằng sau gáy à? Ôi giời ơi, trời à. Chuẩn à, tôi có mắt ở đằng sau gáy đi nhá. Hôm qua ông nói chuyện với con nào, thì đúng không? Mày sẽ mời người yêu tao. Thôi chứ, thật là nhầm, bốn đứa mình gặp nhau. Ok.
xin lỗi cô, xin lỗi cô. Cô ơi, cô ở đây phải không cô? Cho tôi hỏi cô Hà là ở cầu thang bên này hay là cầu thang bên kia? Bác đang hỏi là bạn Lương Nguyên Hảo đúng không ạ? Đúng rồi, Lương Nguyên Hảo. À, ôi trời ơi, quý hoa quá. Bác là bố của Hảo mới từ quê lên đúng không ạ? Tôi là chỗ người thân. À, vậy thì là tác của Hảo đúng không ạ? Dưới tí nữa, tôi chả giấu gì cô. Tôi là người tình qua Facebook của Hảo. Cô cười cái gì vậy? Dạ, cháu cười vì cháu mừng cho Hảo vì có được một tình yêu chân thành. Dạ vâng, tôi rất thật lòng cô ạ. Một tình yêu vĩnh cửu. Vĩnh cửu? Vâng, tuổi này rồi mà bước vào tình yêu chắc chỉ được dăm 3 năm nữa cô ạ. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!